Đây là cháo vịt. Đó, cháo vịt của chú Vài Chị rất là ngon. Đây nè. Ai đi qua Đơn Dương, Răng hoặc Thanh Mỹ thì ghé vô cháo vịt, cháo vịt cô Thu. Đây cái nồi tiền. Đây là nồi tiền, tiền vịt rất hấp dẫn. Quay người đấy các cô chú anh chị. Đó. Đây là nước mắm để chấm. Mắm để chấm. Và rau thơm. Đây là ở nhà nhau hả? Dạ. Vâng.